Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Zino MV, chuyên mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2023. Thì lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác xem đang xem video của em. Một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc các bác nhé. Bên em là kênh chuyên mua bán các dòng điện thoại lướt giá rẻ. Bác nào mà xem video cảm thấy ưng máy nào thì có thể qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ 111 Triều Khúc, Hà Nội để xem máy. Thì cửa hàng em mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Còn ngoài ra, nếu anh em nào ở xa, ở tỉnh mà không qua được xem video mà cảm thấy thích cây nào thì cọc tiền em sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán các bác nhá. Ngày hôm nay thì em lại lên video sản giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà cửa hàng em đang có. Em sẽ giới thiệu từ máy thấp tiền, sau đó sẽ tăng dần lên cây cao tiền. Các bác nào mà cảm thấy máy nào phù hợp thì các bác có thể đặt hàng bên em qua số hotline và số Zalo này các bác nhá. Đấy, số điện thoại em để mặc định ở đây để cho anh em dễ dàng theo dõi và kết bạn trên Zalo. Khi mà nhắn tin Zalo cho em thì không cần phải kết bạn vì Zalo của em đã full bạn bè rồi. Các bác cứ nhắn tin thẳng vào nội dung luôn. Khi mà nhắn tin Zalo cho em thì các bác chỉ cần gõ cái số điện thoại của em lên cái ô tìm kiếm của Zalo là nó sẽ ra cái Zalo của em các bác nhá. Và anh em nào nhắn tin thẳng vào nội dung luôn, không cần đợi em xác nhận kết bạn. Cây đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho các bác, đây là một cây Xiaomi Redmi Note 10. RAM 4/64GB, nói chung là họ hàng nhà Xiaomi. Cây này thì hàng chính hãng, phân phối tại quốc tế luôn các bác nhá. Nghĩa là bản quốc tế, phân phối tại Việt Nam. Cây này thì hai SIM, hai sóng Galaxy. Cây này là cây Xiaomi Redmi Note 10 này các bác này. Đấy, bộ nhớ trong 64GB, hai SIM, hai sóng. Nói chung là bác nào mà dùng hai SIM mà kinh tế vừa phải thì lựa chọn cho em con này. Tuy nó là hàng lướt nhưng đây là một cây máy zin và ngon. Hình thức phẩy các bác nhá, 2.600.000. Tiếp theo cây số 2 mà em muốn giới thiệu cho các bác, đây là một cây Oppo A56. Cây này màu tím, tím nhạt, rất đẹp luôn. A56 này thì được trang bị hai camera sau, một đèn flash, máy mới 99 đến 100%. Những cái cây máy này thì gần như nó không có một cái vết xước nào. Đấy, nhiều bác thì đi mua hàng lướt nhưng mà các bác lại ngồi các bác xoay. Đấy, bê kính hiển vi ra xoay từng tí một cái vết xước này. Thì đương nhiên là những cái hàng lướt giá rẻ thì nó phải có những cái vết xước nhẹ rồi các bác nhá. Cái đấy là điều không thể tránh được. Đấy, sao các bác không chọn một cái cây hàng đẹp 99% nguyên siêu như này thì hãng đi xoay vết xước. Còn những cái cây mà hàng phẩy hoặc là những cây hàng thậm chí hàng A hoặc A trừ thì đương nhiên là nếu mà nhìn kỹ, gọi là nhìn kỹ từng tí một thì nó phải có những cái vết mà ti ti, gọi là siêu mờ, siêu bé thì nó phải có chứ không thể tránh được. Đấy, những cái vết xước đấy thì không thể tránh được các bác nhá. Thì đây là ví dụ như đây là cây, một cây hàng 99 cho đến 100%. Đấy, bác thích xoay thì phải xoay những cây như này này. Thì những cái cây như này thì mới là không một tì vết nào về vết xước nào các bác nhá. Chứ còn những cái cây mà hàng gọi là hàng phẩy kia giá đã rẻ, rất là rẻ rồi thì đương nhiên là nó cũng có phải có những cái vết xước nhẹ. Đấy, hoặc là những cái vết hằn theo thời gian. Đấy, những cái vết đấy thì không thể tránh được. Những cái cây Oppo A56 này thì là giá là mới 99 đến 100%, 2.700.000. Kích thước màn hình rộng 6,5 inch, 2 SIM, 2 sóng. Con này RAM của nó bao nhiêu đây? RAM 8GB. Đấy, RAM bộ nhớ trong là 256GB này, RAM 8GB/256GB, chạy con chip là Dimensity 700 octa, nghĩa 8 nhân đấy. Octa trong cái ngày xưa anh em học hóa thì biết là 8 nhân. Con này thì 2.700.000 các bác nhá. Tiếp theo giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm mà loanh quanh tầm giá mà hơn 3 triệu thì giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm LG Velvet các bác nhá. LG Velvet giá chỉ có hơn 3 triệu thôi, từ 3 triệu ví dụ như cây này, 3 triệu, 3 triệu 2, 3 triệu 3, 3 triệu 4 là các bác múc được một cây LG Velvet rồi. Nói chung là cái dòng LG Velvet thì cái phân khúc tầm giá 3 triệu nó cũng là một cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đây, bỏ cái biển này ra cho cái số điện thoại nó hiện cho rõ này. Đây là dòng LG Velvet màu trắng, hiện tại thì màu đen thì em hình như hết hàng rồi. Màu đen thì em đã hết hàng màu đen rồi các bác nhá. LG Velvet. LG Velvet này thì hơn 3 triệu thôi. Các bác sở hữu một con máy trước sau đều bằng kính này. Màn hình có chế độ Always Display, hiển thị thông tin trên màn hình. Độ đáp và táp này, hai lần chạm màn hình và tắt màn hình. Đấy, chạm hai lần thì tắt, chạm hai lần thì mở, rất là nhạy luôn. Thì cây LG Velvet này phiên bản Hàn Quốc, RAM 8/128GB và màn hình, kích thước màn hình rộng 6,8 inch, màn AMOLED các bác nhá. Cái này thì màn cong. Đấy, đẹp trong veo, không ám bố gì, các chức năng hoạt động ok. Giá cho các bác 3.3, 3.4. Có cây màn xước thì là 3 triệu các bác nhá. Màn xước thì nó sẽ xước hẳn theo thời gian thì là 3 triệu. Đấy, thì các bác nào mà chọn cây nào, các bác có thể gọi cho bên em 3.3, 3.4, 3 triệu là các bác múc đồng cây rồi. Sản phẩm tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho các bác là một cái dòng Galaxy S20 FE. S20 FE thì hiện tại nhà em cũng không còn nhiều hàng nữa, cũng vãn vãn hàng rồi. S20 FE thì em có màu xanh than, gọi màu đen đi, màu đen, màu xanh ngọc, màu hồng nam tính và màu trắng này. Dòng này thì phân khúc nó có nó là tầm giá hơn 4 triệu.
Đấy, 4.500.000 các bác sở hữu được một con S20 PE. Cấu hình của S20 PE khá là tốt luôn. Con này thì kích thước màn hình của nó rộng 6.5 inch. Đấy, máy hết pin, xem kia là còn pin giới thiệu cho các bác. Kích thước màn hình rộng 6.5 inch. Và cái hay của con này là tần số quét màn hình lên tới 120Hz các bác nhá. Tần số quét màn hình 120Hz. Khi mà các bác mua một con hàng cũ thì các bác được cái ưu điểm là cái gì? Được một cái giá rất là rẻ. Và thứ hai là cái các bác sẽ được một cái giá rẻ và cấu hình cao. Nhưng mà nhược điểm là các bác sẽ chấp nhận của nó là những cái vết xước nhẹ. Nghĩa là hình thức của nó sẽ không thể nào mà đẹp được như cái máy mới rồi. Đương nhiên là hàng cũ thì nó có cây lọ cây kia. Ví dụ như là em sẽ phân ra có cây 4.5 triệu, cây 4.2 triệu cũng có. Đấy, tùy vào tình trạng máy mà giá nó sẽ khác nhau. Có những cây đẹp lét lèn lẹt thì giá nó còn khác nữa các bác nhá. Đấy, thế nên là người ta gọi là tiền nào của đấy. Đấy, một cây hàng lướt thì quan trọng nhất là chất lượng máy zin là chuẩn là ngon rồi. Chứ còn một số những cái vết xước nhẹ thì em nói thật với các bác, nếu anh em nào mà khó tính quá mà soi từng vết xước một thì em khuyên là lên đi mua một con máy mới. Chứ còn những cái con hàng lướt như này thì đương nhiên là vỏ của nó sẽ có những cái vết xước nhẹ rồi. Cái điều đấy là điều không thể tránh khỏi trong quá trình sử dụng. Quan trọng nhất là cái máy đấy còn ngon, còn zin là được các bác nhá. Và màn hình các kiểu là ok, trong veo không ám ố gì. Đấy, chứ còn đi soi từng hạt bụi với soi từng cái vết xước một ý, thì cái khuyên, một lời khuyên của em là không nên đi mua hàng lướt. Vì hàng lướt, bởi vì sao? Hàng lướt thì kiểu gì nó cũng có cái những cái vết xước nhẹ, không thể tránh được. Cái điều đấy là điều đương nhiên rồi. Thì đây là một con S20 FE. Cái hình thức của nó tầm 97%. Các chức năng là hoạt động ok các bác nhá. Trên viền của nó phe phải nhẹ một tí xíu, cái điều đấy là điều không thể tránh khỏi được. Nhưng một con máy zin và chuẩn chỉ, các chức năng là hoạt động ok. Cấu hình RAM 6/128GB, chip Qualcomm Snapdragon 865, pin 4500, phiên bản Hàn Quốc, hỗ trợ 5G, một SIM các bác nhá. S20 FE một SIM và hỗ trợ 5G, pin 4500. RAM 6/128GB và hiện tại S20 FE em đang bán 4.500.000 một cây máy. Nói chung là máy gọi là hàng lướt thôi, nhưng mà hình thức tổng quát cũng rất là đẹp. Chỉ dành cho bác nào mà gọi là mà không quá quan trọng về hình thức. Đấy, bác nào mà gọi là ngồi mà xoay từng vết xước một thì không nên mua hàng cũ, không nên mua hàng lướt các bác nhá. Đấy, có những cái vết đây này, nếu mà nhìn kỹ thì nó phải có những cái vết bằng gọi là lấm tấm nhẹ, siêu nhẹ như này. Cái đây điều là điều không thể tránh khỏi được. Đấy, giá cho các bác là 4.500.000. Có màu xanh, màu đen, màu hồng lam tính và màu trắng ngọc cờ ring. Anh em nào mà thích mà chốt con nào thì vào việc luôn. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm trong cái tầm giá hơn 5 triệu nha các bác nhá. Hơn 5 triệu thì em giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm Galaxy S20 Plus này. S20 Plus có hơn 5 triệu thôi, nhưng mà cấu hình của S20 Plus thì gọi là siêu khủng luôn. S20 Plus em có màu đen và màu xám. Hiện nay thì màu xanh ngọc thì em đã hết hàng rồi các bác nhá. Mấy ngày bán thì em đã hết hàng màu xanh ngọc rồi. Giá thì loanh quanh từ 5.2 triệu, 5.3 triệu, 5.4 triệu, 5.5 triệu. Đại loại từ 5.2 triệu đến 5.5 triệu. Hơn 5 triệu là các bác sở hữu được một con Galaxy S20 Plus. S20 Plus, một con Galaxy S20 Plus, các bác sở hữu các bác được những cái gì? Một cái cấu hình, kích thước màn hình rộng 6.7 inch, màn 2K và tần số quét màn hình lên tới 120Hz luôn các bác nhá. Đây là cây Samsung Galaxy. Đấy, Galaxy S20 Plus, màn 2K, 6.7 inch, loa kép. Và màn con này thì 120Hz, nói chung là về màn hình của con S20 Plus thì siêu VIP rồi. Cây này thì 2 SIM, 2 sóng và hỗ trợ 5G các bác nhá, S20 Plus 5G. Đấy, nhiều bác cứ hỏi cái chữ sửa này là cái gì thì các bác bấm vào đây này. Đấy, các bác thích sửa tên thành cái gì chả được. Đấy, di động MV. Đấy, di động MV. Nhiều bác chụp ảnh cho cái thông tin điện thoại này. Các bác thấy có cái chữ sửa này thì các bác không hiểu nó cái gì thì đây là các bác có thể sửa tên máy các bác nhá. Tiện đây em giải thích thôi. Chứ còn nhiều khi cũng không tiện thì cũng chả phải giải thích cho các bác cái này làm cái gì. Đấy, nhiều bác không hiểu thì các bác chụp ảnh thông tin điện thoại này, vì trước khi gửi đi là em thường chốt theo số email này. Đấy, các bác nhận hàng các bác sẽ nhận theo đúng số email này. Và khi mà nhận hàng, khi chụp ảnh cái ảnh đấy, các bác nhìn thấy có chữ sửa. Đấy, bảo sao máy sửa rồi, sao mà lại có chữ sửa? Cái sửa này thì nó không thể hiện cái gì cả. Đấy, các bác thích thì sửa thành cái gì chả được. Đấy, đây là cái tên của máy theo ý của mình. Còn cái model máy này, cái tên sản phẩm này, đấy, đây chính là cái model của máy các bác nhá. Hoặc là cái trong cái thông tin phần mềm thì có cái mã máy là G986U, thì tương ứng với một cái mã máy thì nó sẽ có một cái mã này. Đây mới chính là cái tên của máy. Còn cái ở ngoài này thì không, hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Các bác có thể sửa bất kỳ thứ gì theo các bác thích. Đấy, sửa thành tên AAỡ, tên người yêu, hoặc tên bạn gái cũ, hoặc là tên tên của anh trai hàng xóm cũng được. Đấy, thì anh em có thể sửa bất kỳ thứ gì nhá. Đây chính là dòng Galaxy S20 Plus, cấu hình rất là cao luôn, RAM 12/128GB, chip Qualcomm 865, pin 4500, 2 SIM 2 sóng, hỗ trợ 5G. Cây này hiện tại thì em đang bán 5.2 triệu cho đến 5.5 triệu.
Cây số 4 màu xám 5,5 triệu này, cây này thì đương nhiên hình thức đẹp 98% rồi. 98% thì đương nhiên là cũng có xước các bạn nha, chứ không phải 98% là nó không xước một vết nào đâu. Đấy, ngồi xoay kỹ tỉ mỉ thì nó cũng có những cái vết xước nhẹ, lăm tăm nhẹ chứ không phải là không thể tránh được. Cái đấy điều đấy là điều không thể tránh được. Riêng như em bán là tình trạng em báo rất là rõ như này rồi. Máy báo rất là rõ rồi các bạn nha. Là cây số 4 5,5 triệu. Ngoài ra có những cây mà 5,4 triệu, 5,3 triệu thì đương nhiên là những cây này thì nó sẽ xước hơn. Ví dụ như là trên viền của nó xem nào. Đây, trên viền của nó sẽ có cấn hoặc là xước nhẹ một tí xíu như này. Đấy. Máy zin hình thức phẩy các bác nhá. Cây số 2, cây số 1, cây số 2, 5,3 triệu, 5,4 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Các bác về chỉ việc dùng thôi. Cây này là phiên bản Mỹ 2 sim, giá hơn lanh quanh hơn 5 triệu thôi là các bác sở hữu rồi. Cây số 3 5,2 triệu này. Đấy, 5,2 triệu thì trên viền của nó gọi là hơi xước một tí. Hơi xước cái này nó là cái ốp các bác nhá. Ốp người ta khi mà người ta ốp vào nó bị xước cái vết ngoài ra, hơi xước một tí như này. Thì cây này cho các bác giá 5,2 triệu. Màn hình ok, đẹp, trong veo, không ngam mố gì và các chức năng là ngon. Full ngon là đã nó ok lắm rồi. Hơn 5 triệu các bác nhá. Ngày xưa mà mua mới con này thì đúng là to tiền luôn các bạn. Hơn 5 triệu một con Galaxy S20 Plus. Tiếp theo em giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm Galaxy S21 này các bác này. S21 thì lô này em về được là lô hàng phiên bản Hàn Quốc. Giá nó cũng rất là êm thôi. Nó cũng chỉ có hơn 5 triệu là các bác mua được một con S21 5G nhỏ rồi. S21 5G này thì các lưu ý là kích thước màn hình của nó nhỏ gọn các bác nhá, 6,2 inch. Nói là nhỏ gọn thôi chứ 6,2 inch thì thực tế nó to bằng cái con Samsung S8 Plus. Con này thì 6,2 inch, màn hình phẳng rộng 6,2 inch, loa kép RAM 8/256GB, phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. S21 5G thì lô này của em là lô hàng phiên bản Hàn Quốc. Hàn Quốc thì một sim. Các bác cứ nhìn có một số IMEI này, một dãy số IMEI thì nó là một sim, còn hai dãy số IMEI thì nó là hai sim. Đấy, hiểu lôm la như vậy cho nhanh gọn. Pin 4000, chip Exynos 2100. Nói chung bác nào mà thích một sim nhỏ gọn thì các bác múc một cái dòng Galaxy S21 này. Có màu trắng, màu tím và màu đen. Nhưng cây màu đen thì nó hơi phải một tí thì em đánh giá là nó là hàng 5,2 triệu. Còn cây màu tím và cây màu trắng này hàng 5,5 triệu các bác nhá. Đẹp 98%, các chức năng hoạt động ok. Đấy, đẹp 98%, nguyên zin, nguyên bản 100%. Các chức năng hoạt động ok các bác nhá. Thì đây là hai cây S21 5G, hàng đẹp. 98 thì em đang bán cho các bác 5,5 triệu. Ngoài ra có những cây hàng phẩy hơn. Cây số 7, cây số 1 và cây số 5. Thì ấy, 1, 5, 7 thì ba cây này thì em đang bán cho các bác giá 5,2 triệu. Đối với cái hàng 5,2 triệu này thì nó sẽ phe phẩy nhẹ theo thời gian. Cái này là điều không thể tránh được. Đấy, nhiều bác thì cũng thoải mái thôi. Một cây máy hơn 5 triệu, sở hữu được cấu hình cũng khá là cao thì chấp nhận những cái vết xước nhẹ như vậy. Thì cái điều đấy là điều không thể tránh được khi mà anh em mua hàng lướt. Đấy, quan trọng nhất là máy còn nguyên zin, nguyên bản là được rồi. Đấy các bác nhá. Vài vết xước thì mình về mình rũ ốp cho em là ok. Các chức năng là hoạt động hoàn hảo hết, không có lỗi lầm gì hết các bác nhá. Không có một cái lỗi lầm gì hết. Các chức năng này em đã test full rồi. Thì cây này S21 5G em đang bán với cái giá là bao nhiêu? 5,2 triệu đến 5,5 triệu. Tiếp theo một cái sản phẩm mà trong cái phân khúc tầm giá hơn 5 triệu thì em muốn giới thiệu cho các bác. Đây là một cái dòng Galaxy Lốt 20 5G phiên bản Hàn Quốc. Lô này thì hình thức của nó cũng chỉ loanh quanh tầm trên dưới 95% một tí thôi các bác nhá. Chứ hình thức của lô này không đẹp keng. Những cái cây đẹp keng thì em đã bán hết rồi. Và những còn những lại những cái cây mà 4,8 triệu, 5 triệu. Thì các bác nhìn cái giá này là các bác đã biết là một cái giá rất là rẻ rồi các bác nhá. Và đương nhiên thì những cái giá nó rẻ, nó êm như này thì đương nhiên mình phải chấp nhận của nó thì nó cũng xước nhẹ. Hình thức thì nó không được đẹp keng. Nhưng mà chất lượng máy thì ok luôn này. Lốt 20 5G, kích thước màn hình của nó rộng 6,7 inch. Loa con này là loa kép các bác nhá. Loa kép và màn hình của nó thì rộng 6,7 inch, khá là to luôn. Cầm trên tay này rất là vừa vặn. Nói chung là con này thì không quá to mà cũng chẳng quá bé. Phiên bản Hàn Quốc thì là một sim và hỗ trợ 5G. Pin của nó là 4300, chip Qualcomm Snapdragon 865, RAM 8/256GB bộ nhớ. Con này thì gọi nói chung nếu các bác về mua chơi game, nghe nhạc giải trí chấp mọi loại game luôn các bác nhá. Thì cây Galaxy Lốt 20 5G này thì cây số 2 4,8 triệu. Cây này thì hình thức phẩy các bác nhá. Lưng phẩy này đấy, các bác nhìn phẩy như này. Đấy, em nói rõ như này rồi. Đấy, viền vùng các kiểu cũng là xước. Nói chung là máy thì nó xước này thì mới có giá là 4,8 triệu. Chứ còn nếu mà hàng đẹp keng thật thì các bác nhập vào đã hơn 5 triệu rồi chứ chưa nói là bán ra. Nhập vào đã hơn 5 triệu rồi các bác nhá. Riêng mà hàng đẹp keng mà không một vết xước nào ấy, nhập vào đã ít nhất phải 5 triệu mấy rồi. Chứ làm gì có cái giá mà bán lẻ ra 4,8 triệu hay 5 triệu đâu. Thì đương nhiên là những cái con như này thì nó phải có những cái vết xước nhẹ hoặc hình thức của nó không được đẹp keng. Nó chỉ được tầm 7-8/10 so với zin thôi, so với hàng đẹp keng thôi. Thì những cái cây này nó sẽ bán thanh lý rẻ hơn tầm
gần triệu các bạn nha. Thì cây lốt 25G này, cây này 5 triệu này, cây này màn đẹp keng luôn, không có xước sát gì, chỉ có mỗi là trên viền của nó xem nào, viền gọi là phẩy theo thời gian. Thì những cái cây này, cây số 2 5 triệu này. Ngoài ra có cây số 3 5 triệu, cây này lưng hơi phẩy một tí này, lưng hơi phẩy một tí các bác nhá. Viền vùng ok, nói chung tổng quát thì tầm 95%, màn hình ok. Đấy. Màn hình thì nói là ok, nhưng mà nếu mà anh em mà gọi là kỹ tính nhá, mà bê kính hiển vi ra soi thì kiểu gì nó cũng có những cái vết hằn gọi là siêu mờ, nó không thể nào mà tránh được, những cái vết mà như kiểu là mình xước lông mèo siêu mờ ấy. Những cái con như thế thì không thể tránh được đâu. Một cái màn zin chuẩn thì rất là khó để tránh những cái vết xước nhẹ các bác nhá. Nên là các bác nào mà em nói thật, nếu mà khuyên thật mà quá quan trọng hình thức thì lên đi mua mới. Đấy, chứ còn mua hàng lướt mà giá đã quá rẻ rồi lại còn xoay từng vết xước một thì không có cái đấy đâu. Đương nhiên là hàng zin là phải có xước nhẹ. Đấy, nhưng mà xước ở trong cái mức mà chấp nhận được, ở trong mức cho phép, chứ không phải là xước be xước bét. Xước be xước bét thì giá nó sẽ rẻ đi rất là nhiều các bác nhá. Ví dụ như cây 4.850 này thì nó hình thức của nó phải hơn như này thì giá nó rẻ hơn bình thường. Đấy, 4.850.000 một con lốt 20 nó thật là quá rẻ luôn, như kiểu hàng thanh lý luôn rồi các bác nhá. Đấy, lốt 25G phiên bản Hàn Quốc, hai cây số 2 và số 3 màu đồng 5 triệu. Ngoài ra thì có cây cây 5 triệu này, cây này thì màu xanh dương rất đẹp luôn. Cây màu xanh dương 5 triệu, lưng hơi xấu một tí này. Viền vùng con này viền thì xước nhẹ này. Màn hình ok, không xước sát gì. Đấy, màn đẹp trong veo. Các cái con trên 5 triệu này đương nhiên là màn trong veo hết rồi. 5 triệu các bác nhá. Đấy, còn có cây đỏ 4 triệu 8 luôn này các bạn này. 4 triệu 8 cây số 7. Cây này phẩy nha các bác nhá. Phẩy xem nào, phẩy chỗ nào? Ở đây. Viền hơi phải một tí này. Đấy, thì 4.8 triệu. Ba nào mà chốt mà kết con nào thì anh em vào việc luôn. Ngoài ra thì có cả màu đen 5.2 triệu. Cây 5.2 triệu này cũng khá là ổn luôn này. Bác nào mà chốt con này cũng ok này. Viền vùng các kiểu ngon đẹp, màn hình dằm nhẹ tí xíu, gọi không đáng kể các bác nhá. Cái này gọi không đáng kể luôn. Cái này gọi là chấp nhận được trong cái mức cho phép. Màn hình đương nhiên là đẹp trong veo rồi, không ám ố, không lưu ảnh gì. Đấy, ngon lành cành đào, hình thức tổng quát như này tầm 95% như này là quá ổn rồi. Hơn 5 triệu một tí thôi là sở hữu được con lốt 20. Bây giờ mà cùng cái tầm tiền này mà bỏ ra đi mua mới thì chắc chắn là sẽ không được một con nào lên hồn rồi. Đấy, thì các bác chấp nhận những con hàng lướt như này thì giá nó êm và ấm các bác nhá. Đấy, cây số 7 5.2 triệu. Còn ngoài ra nếu bác nào mà thích hai sim, thích hai sim thì các bác có thể mua cho em một con phiên bản Mỹ này. Bản Mỹ hiện tại em còn mấy cây nữa thôi, mấy cây hàng màn đẹp thôi, còn lại thì chắc em phải làm một cái clip hàng thanh lý của những cây hàng xấu các bác nhá. Lốt 25G phiên bản Mỹ này các bác này. Cái này thì 5.2 triệu. Đấy, RAM 8/128GB, hai sim hai sóng và hỗ trợ 5G, cây số 1 và cây số 6 5.2 triệu. Hai cây này thì tổng quát máy zin, hình thức phẩy các bác nhá. Hình thức phẩy viền, màn hình ok. Đấy, màn hình đẹp. Thì hai cây này cho các bác giá 5.2 triệu. Đấy, bác nào mà yêu thích dòng Galaxy lốt 25G thì các bác có thể gọi ngay cho bên em. Tiếp theo thì em phải giới thiệu cho các bác, quên mất không mang cái dòng này lên. Đây là dòng Galaxy S25G này các bác này, mới về. S25G thì qua quay mấy cây thì bán hết rồi. Đấy, hôm nay quên mất không bày lên bàn này, em phải vừa xuống kho dưới bàn máy để nhận. Thì ba cây này là còn chưa lau chùi gì luôn này các bác này. Còn chưa lau chùi thì vẫn còn bẩn nguyên si luôn này, còn chưa lau chùi gì hết các bác nhá. S25G, cái lô hàng này là lô hàng phiên bản Mỹ, về cũng tương đối là đẹp, nói chung là tầm 95-97%. Các chức năng hoạt động ok, hai sim hai sóng phiên bản Mỹ nhỏ gọn. Kích thước màn hình thì rộng 6.2 inch, màn hình hơi bo cong một tí các bác nhá. Đây, em sẽ chuyển về ngôn ngữ tiếng Việt cho các bác xem. Màn hình rộng 6.2 inch, nhỏ gọn. Đấy, con này thì các bác sẽ dùng được hai sim hai sóng, hỗ trợ 5G, pin 4000, RAM 8/128GB, các chức năng là ngon lành cành đào. Đấy, phiên bản Mỹ hai sim, camera chụp ảnh đẹp. Nói chung là giá thì hiện tại là 4.500.000 một cây. Bác nào mà thích cái dòng Galaxy S25G nhỏ gọn này thì các bác có thể đặt bên em, 4.500.000 một cây các bác nhá. Tiếp theo thì em phải giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm trong cái tầm tiền mà hơn 5 triệu, loanh quanh 6 triệu các bác nhá. Một cái sản phẩm S20 Ultra 5G. Các bác nhìn này, S20 Ultra 5G thì clip hôm nay cùng qua em lên, các bác nhìn nó nhiều vô số. Nếu bác nào mà theo dõi nhà em thì các bác biết hôm qua nhiều cực kỳ luôn. Và hôm nay em đã bán vội rồi và chỉ còn loại khoảng tầm 4-5 cây này thôi. Và trong clip ngày mai thì em sẽ có những cái cây hàng thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn. Những cây ám màn hoặc lưu ảnh nhẹ thì giá cũng rất rẻ các bác nhá. S20 Ultra, cây này thì cấu hình của khủng long luôn. Camera 100x ngắm chị hàng xóm này. Đấy. Màn hình thiết kế trước sau đều bằng kính. Màn hình rộng 6.9 inch, màn 2K cộng và tần số quét màn hình lên tới 120Hz.
hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, pin của nó là 4 à, pin của nó là 5000, pin này cực trâu các anh nhá. RAM 12/128GB, chip Qualcomm Snapdragon 865. Cây số 10 5.9 triệu. Cây này thì đương nhiên là nó sẽ có một nhược điểm nho nhỏ là cây này bị lưu ảnh siêu mờ. Đây, cây này bị lưu ảnh siêu mờ là cái dấu cộng siêu mờ này các anh nhá. Cây này thì hình thức của nó, viền của nó hơi xấu. Cây này viền cũng không đến mức độ xấu lắm, cây này em chưa lau chùi thôi. Chứ cây này không đến mức độ xấu lắm, các cái này là cái bẩn các bác nhá. Cây này viền tương đối là đẹp. À vẫn phải các bạn. Nói chung là cây này viền xấu các bác nhá. Viền xấu vào trên màn hình thì nó sáng trắng nhưng mà nó đi lưu ảnh siêu mờ chỗ này. Đấy, siêu mờ chỗ này đây các bác nhìn thấy có một cái dấu cộng siêu mờ như này. Thì cây này em đang bán là 5.900.000, cây số 10. Ngoài ra thì có cây số 8 6.700.000 này các bác này. Cây này 6.700.000 thì hình thức của nó đẹp rồi các bác nhá. Hình thức cây này khỏi bàn rồi, đẹp tầm 97-98%. Cây này là cây số 8 6.700.000, màn hình đẹp trong veo, không có ám mố xước sát gì. Đấy, cây này là 6.700.000, cây số 8 các bác nhá. Ngoài ra có một cây 5.900.000 tiếp này, cây số 6 này. Cây số 6 5.900.000 này thì màn hình xem nào. Màn hình đây, lưu ảnh siêu mờ. Đấy, lưu ảnh siêu mờ bên trên này các bác nhá. Đây, cây này thì 5.900.000. 5.900.000 cây số 6. Đấy, viền hơi phẩy này. Cái này thì về mình dùng ốp là ok, và cái màn hình siêu mờ của các bạn này thì dùng cực kỳ lạnh luôn. Giá cho các bác 5.900.000. Ngoài ra còn một cây 5.800.000 thanh lý này. Cây này thì cây số 6 các bác nhá, màu đen, hình thức đẹp. Cây này hình thức rất đẹp luôn. Đấy, hình thức rất đẹp luôn các bác nhá. Cây này thì cũng hình như cũng bị lưu ảnh này. Cây này đây, lưu ảnh siêu mờ trên này. Các bác nhìn thấy mấy cái icon siêu mờ đỏ đỏ này chưa? Đấy, nó cực mờ này các bác nhá. Cái này thì bao lành cho các bác luôn. Đấy, nó bị lưu ảnh siêu mờ chỗ này. Thì giá cây này là 5.800.000, cây số 6. Bác nào mà chốt cây này cũng quá ngon luôn, giá cũng rất là rẻ các bác nhá. Ngoài ra em có một cây hàng thanh lý cực rẻ luôn, 4.800.000 này các bác này. 4.800.000 cây này các bác nhá. 4.800.000 thì bên này bị đốm các bác ạ. Bị đốm một cái vết này. Đấy, cây này em quên mất mấy ngày em mới nhớ ra để em quay, vì cái lượng máy em nó rất là nhiều. Cây này bị hai cái vết đốm chỗ này. Và từ nọ này các bác biết rồi, nó cũng tầm chục ngày rồi mà nó vẫn nguyên si này các bác nhá. Cây này hiện tại em đang bán là 4.800.000, các bác có thể để về chế độ dùng bình thường. Đấy, chơi game, nghe nhạc, xem phim, giải trí bình thường. Cái này thì mình có thể để về chế độ lần tối như này cho em là ok này. Đấy, thì cây này em thanh lý, gọi là thanh lý nổ sấp mặt cây này luôn các bác nhá. 4.800.000. Tiếp theo thì em phải giới thiệu cho các bác một cái lô hàng mới về. Đấy, một cái lô hàng mới về xong, các bác biết là hàng gì không? Đây chính là một cái sản phẩm Galaxy S21 Plus. Toàn hàng A trừ mới về thôi. Lô này thì theo nhu cầu của các bác là thích hàng đẹp nhiều, thì em lại về tiếp tục một cái lô hàng cực đẹp cho các bác. Nói chung loanh quanh tầm 98% các bác nhá. Loanh quanh thì tầm 98%. Nghĩa là máy zin, hình thức của nó thì đẹp đến 98%. Nghĩa là khi mà anh em mà quá khó tính thì gọi là xoay kỹ thì nó cũng có những cái vết xước nhẹ. Cái đấy thì điều không thể tránh khỏi được một trên một con máy lướt. Nhưng mà một con máy mà chất lượng máy mà zin mà như này thì em nói thật là quá lét và đẹp rồi. Các bác nhìn viền này. Đấy, em để em xoay vết xước cho anh em. Nhiều bác thì rất là khó tính, xoay từng tí một. Đây này, có những cái vết xước nhẹ, răm siêu siêu nhẹ như này. Đấy, thì cây những cây này em đánh giá là hàng A trừ các bác nhá. A trừ, tổng quát thì quá là đẹp luôn. Quá là đẹp luôn như này. Đấy, tổng quát đẹp, zin ngon. Hôm nay về được cái màu này rất lạ mắt này các bác này. Cái màu này không biết cái gọi là cái màu gì nữa. Thì trên video các bác nhìn cái màu như này thì các bác cứ đặt hàng vào nhá. Cây số 1. Đấy, ngoài ra thì có màu đen và màu trắng bạc. Có mấy cây màu tím nhưng về chưa kịp quay video thì có mấy bác khách quen đã lấy hết rồi. Thế nên là em chỉ còn lại màu trắng bạc, màu đen và màu kia nữa thôi. Thì cấu hình của bọn này như sau. Kích thước màn hình to, rộng 6.7 inch, màn hình phẳng. Cho bác nào không thích màn hình cong thì các bác chơi con màn phẳng này cho em. Rộng 6.7 inch, loa kép, tần số quét màn hình 120Hz này các bác này. Đấy, tần số quét 120Hz các bác nhá, siêu mượt luôn. RAM 8GB và bộ trong là 128GB, chip Qualcomm Snapdragon 888, hai sim hai sóng hỗ trợ 5G, pin của nó là 4800. Các chức năng hoạt động ok. Và cái camera của S21 Plus này thì nếu anh em nào mà xem review nhiều thì biết chụp ảnh siêu đẹp luôn, các bác nhìn cái ảnh nó chụp ra này. Đấy, cực đẹp luôn các bác nhá. Rất là lịnh mắt luôn, không cần app gì hết. Đấy, chụp ảnh màu sắc các kiểu ra cực kỳ tươi và đẹp. Nói chung là nó thiên hời về cái xu hướng là giải trí là nhiều. Đấy. Cây này hiện tại là hàng A thì em đang bán là 7.200.000. Còn ngoài ra có hàng A trừ thì em đang bán là 7.000.000 các bác nhá. Đấy, bác nào mà chốt mà kết thì vào việc luôn. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình rồi. Lô hàng này nó lô hàng đẹp. Đấy, dành cho các bác nào thích hàng đẹp.
Đấy, đẹp nhưng chưa phải là đẹp keng các bác nhá. Đẹp keng nó còn nó phải là hàng nguyên siêu S2 Mũ Ultra kia mới là hàng đẹp keng này. Chứ còn hàng này vẫn là hàng gọi là chỉ là hàng A thôi. Còn hàng đẹp nguyên siêu kia, hàng A cộng kia bên là hàng gọi là led lần lẹt. Cây này là hàng 98%, giá 7 triệu 2 là các bác múc đồng cây rồi. Đấy, tùy vào hình thức mà giá khác nhau. A trừ 7 triệu. Đây em quay cho các bác hàng A trừ nó như nào. A trừ con này khá là ok rồi. Thì cây này là 7 triệu các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm trong cái phân khúc tầm giá hơn 6 triệu là một cái dòng Samsung Galaxy Note 10 Plus có hai màu là màu trắng à màu đen và màu đa sắc như này. Note 10 Plus phiên bản Hàn Quốc, nói chung là dòng này thì lô này zin đét đèn đẹp luôn các bác nhá. Zin thì đương nhiên là nó cũng có những cái vết xước nhẹ, cái điều là điều không thể tránh khỏi được, nhưng mà cái lô hàng này về như này là quá là ok rồi các bác nhá. Quá là ok rồi. Một cái máy tổng quát 97-98%, các chức năng hoạt động ok. Đấy, viền phe phải nhẹ, nói chung là vỏ phe phải nhẹ một tí, cái điều đó điều không thể tránh khỏi được. Hai sim vật lý và hỗ trợ 5G. Pin của nó là 4300, màn rộng 6,8 inch, loa kép RAM 12/256GB. Đấy, cây này hiện tại lúc 10 Plus em đang bán là 6,5 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình các bác nhá. Tiếp theo một cái sản phẩm nữa mà em đang muốn giới thiệu cho các bác, đây chính là một cái dòng Galaxy S21 Ultra 5G phiên bản Hàn Quốc. S21 thì em có hai loại, phiên bản là phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ các bác nhá. Phiên bản Hàn thì em chỉ có màu đen này thôi và giá thì loanh quanh tầm 9,2 triệu là các bác mua đồng cây rồi. S21 Ultra 5G phiên bản Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc này thì cấu hình của nó như nào? Về hình thức của máy thì lô này thì nó tầm 95-97%. Các chức năng hoạt động ok, trên viền của nó gọi là khi mà nhìn kỹ thì nó cũng có những cái vết xước nhẹ tí xíu các bác nhá. Cái điều là điều không thể tránh được đâu. Cái điều không thể tránh được luôn. Hoặc là trên màn cho nào, trên màn thì nếu mà xoay gọi là trên màn thì đa phần là cái chất lượng màn thì cũng 9/10 so với một cái màn mới. Cây này thì cấu hình cao, nói chung là dòng S21 Ultra này thì cấu hình cực khủng rồi. Phiên bản Hàn Quốc, một sim và hỗ trợ 5G. Bộ nhớ trong của nó RAM 12/256GB, chip Exynos 2100, pin 5000. Đấy, đối với phiên bản Hàn thì nó sẽ chạy qua chip Exynos các bác nhá. Exynos này pin 5000. Đấy, cây này thì S21 Ultra 5G. Quả camera ngắm trị hàng xóm 100x này thôi. Đối với những cái cây hàng phải hơn như này thì giá là 9 triệu này. Đấy, trên viền của nó đây là một cái vỏ zin và một cái máy zin chuẩn đét các bác nhá. Một cái máy zin chuẩn đét luôn, giá cho các bác là 9 triệu. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Dòng bản Hàn Quốc này nó chỉ dùng được một sim thôi, nhưng ưu điểm của nó là bộ nhớ trong của nó lên tới 256GB và nó có game cuộc gọi các bác nhá. Đấy, cho bác nào thích game cuộc gọi thì các bác có thể lựa chọn phiên bản Hàn. Đấy, giá loanh quanh 9 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Máy zin hình thức phẩy tổng quát tầm 97% các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu cho bác một cái dòng phiên bản Mỹ. Đây, bác nào mà thích gọi là xoay vết xước thì bác phải múc cái loại này này. Không một vết xước, đẹp led lèn lẹt như ngọc tinh luôn các bác nhá. Đấy, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Các bác nào mà thích xoay vết xước thì phải múc cái loại hàng này. Đấy, không một tì vết nào luôn các bác nhìn này. Đấy, nhìn nét chưa? Đấy, các bác nhìn này. Nó là hàng led lèn lẹt luôn các bác nhá. Đây mới gọi là hàng không vết mũi đốt này các bác này. Chứ còn cái hàng lốt S21 Ultra phiên bản Hàn kia thì vẫn có những vết xước. Đấy, tình trạng như nào em báo rất là rõ rồi. Nên là các bác mua bán rất là dễ. Cây này thì nguyên siêu viền luôn này các bác này. Không một vết xước là luôn các bác nhá. Các bác chỉ dành cho những cái bác nào khó tính, các bác chọn các loại này thôi. Thì các bác mới ngắm được cái độ đẹp của nó. Đây này. Hàng đây là hàng phiên bản Mỹ. Hai sim, hai sóng. Bản Mỹ này thì nó khác cái bản Hàn là nó sẽ dùng được hai sim. Trong đó một sim vật lý và một sim điện tử. Cây này thì khác cái bản Hàn nữa là nó bộ như trong của nó chỉ có 128GB thôi các bác nhá. RAM 12/128GB. Và cái điểm khác thứ ba đối với phiên bản Hàn là con này nó sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon 888. Con chip này thì nó rất là mạnh. Nó rất là mạnh các bác nhá. Hiệu năng của con chip 888 này thì nó siêu mạnh rồi. Đấy, tiến trình như là con này hình như là 5 nanomet luôn các bác nhá. Đấy, con chip tiến trình rất là cao. Thì đây là một cái hàng LED lèn lẹt. Đấy, led lèn lẹt. Đấy, cây đầu led lèn lẹt thì em bảo led lèn lẹt này. Cây này đây là cái hàng gọi là không vết mũi đốt, đẹp led lèn lẹt luôn. Các bác có thể lựa chọn hàng này. Đây, hàng chất chưa? Chất như nước cất luôn các bác nhá. Thì giá cho các bác là bao nhiêu? Giá cho các bác cây này với cái giá là 9,8 triệu, tặng đầy đủ phụ kiện, sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình, bảo hành 3 tháng cho các bác nhá. Trước khi gửi đi thì em sẽ chụp số email lại, anh em nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán. Đây, số email thì em ghi rất rõ đây. Số email, máy thì tất cả mọi máy này em sẽ up hết trong dung quốc tế, rất sạch sẽ như này. Không có một áp giác áp thừa nào hết, chỉ việc dùng thôi. Và dòng Samsung thì nó dùng rất là dễ. Đấy, rất là dễ dùng. Thì cây này em đang bán là 9,8 triệu.
cùng cái tầm tiền này mà nếu mà đi mua mới thì em nói thật là không được một con nào nên hồn đâu. Các bác nên chọn những con hàng đời cao cấp như này mà dùng rất là sướng luôn các bác nhá. Tiếp theo thì một sản phẩm cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho các bác ngày hôm nay, đây chính là cái dòng Galaxy Note 20 Ultra 5G. Hai cây này là hai cây hàng đẹp led lèn lẹt 99% cho các bác các nhá. Đẹp led lèn lẹt luôn, không một vết muỗi đốt. Đấy, cây này thì mới là cây hàng đẹp keng này. Đấy, những cái cây mà nào là em đẹp keng này em bảo đẹp keng. Còn những cây nào máy zin hình thức phẩy em nói rõ luôn zin hình thức phẩy luôn. Đây là hai cây đẹp keng 99%. Đấy, nguyên zin nguyên bản 100% các bác nhá. Các chức năng hoạt động ok. Màn hình đẹp trong veo không ám mố gì là cái điều đương nhiên rồi. Kích thước màn hình rộng 6,9 inch, màn 2K cộng và tần số quét màn hình 120Hz. Thiết kế của dòng lốt thì đặc trưng của nó là cái sẽ vuông như này các bác nhá. Thì cây này hiện tại em đang bán là 9,2 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình, máy 2 sim 2 sóng hỗ trợ 5G, pin 4500, RAM 12/128GB và dùng được thẻ nhớ ngoài, chip Qualcomm Snapdragon 865, camera chụp ảnh ngắm chị hàng xóm 5X các bác nhá. Máy này thì em đang bán là 9,2 triệu đối với cái hàng đẹp led nền nẹt như này. Còn ngoài ra nếu bác nào mà không quá quan trọng về hình thức thì các bác có thể lựa chọn cho em hai cây này, cây số 1 và cây số 2. Cây số 2 này thì 7,8 triệu, cây này thì hình thức của nó cũng tương đối là đẹp, nói chung tổng quát tầm 95%. Trên viền của nó phẩy nhẹ các bác nhá. Trên viền phẩy nhẹ như này thì cây này em đang bán với cái giá là 7,8 triệu. Máy full tất cả mọi chức năng, trên viền và trên màn xước răm nhẹ một tí xíu các bác nhá. Trên màn con này cũng có xước nhẹ không đáng kể, nhưng mà cây này em thử dán màn hình lên này các bác này nhìn, hết gần như là hết sạch luôn. Gần như là hết đến 95-98% cái vết xước trên màn hình luôn. Cái này nó cũng có cái xước một hai vết thì em không nhớ xước chỗ nào nữa vì dán màn hình lên nó hết sạch các bác nhá. Thì hiện tại thì cây này là cây số 2, 7,8 triệu, viền vùng các kiểu là khá là ok. Đấy, góc thì cấn xước nhẹ 7,8 triệu, cây số 2. Bác nào mà chốt mà kết thì vào việc luôn. Đấy, ngoài ra còn một cây nó có 7,6 triệu thôi. Cây này thì em thanh lý nốt, cây này viền nó hơi xấu các bác nhá. Viền hơi xấu như này thì thanh lý nốt này, 7,6 triệu, trên màn hình cũng có xước răm nhẹ một hai vết. Cái này thì không thể tránh được, nhưng mà các chức năng là nguyên si, nguyên bản và mọi chức năng hoạt động ngon lành cành đào hết nha các bác nhá. Đấy, thì lốt 20 Ultra 5G giá cho các bác 7,6 triệu và 7,8 triệu. Cái tiền nào của đấy thôi. Cây xước thì giá 7,6 triệu. Thì các bác mua cây xước thì các bác không thể nào mà về các bác soi từng vết xước một được, thì cái điều đấy là điều đương nhiên rồi. Đấy, trên viền của nó cũng phải có xước thì em mới bán cái giá đấy, chứ bản thân em nhập vào những con này cũng không có rẻ đâu các bác nhá. Những cây này gần như là bán thanh lý đi trong cái lô hàng nó lẫn những cái cây này thôi. Thì clip của em đến đây là kết thúc rồi. Ba nào mà quan tâm máy nào thì đặt hàng bên em qua số hotline 0911003229. Cửa hàng em ở 111 Triều Khúc, Hà Nội thì chỉ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Bác nào mà ngoài thời gian đấy thì em sẽ không ở cửa hàng đâu các bác nhá. Các bác qua mà trước 9 giờ sáng thì em sẽ cũng không ở cửa hàng đâu. Nhiều bác thì cứ hay qua sớm, sau đó gọi điện cho em thì buổi sáng thì em hay thường hay tầm 9 giờ mới ra cửa hàng cơ. Đấy, thì clip của em thì đến đây là kết thúc. Bác nào mà cảm thấy máy nào phù hợp mà muốn đặt hàng thì gọi cho bên em. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.